xin chào quý vị và các bạn, hiện tại em đang có mặt ở con phố Hàng Bông ở Hà Nội. Hôm nay chúng ta sẽ đi từ con phố Hàng Bông này để đi vào trong bờ hồ Hoàn Kiếm cũng như là phố cổ. Chúng ta đi hướng từ phố Thợ Nhuộm đi lên thì đây lại là cuối của con đường Hàng Bông, và chúng ta sẽ đi lên đầu con đường Hàng Bông. Trong Phùng Hưng bây giờ là khoảng độ 12 giờ trưa, nhiệt độ ngoài trời cũng rất là mát, khoảng 25 độ C. Cũng đang là mùa hè nhưng mà Hà Nội vừa trải qua một cơn mưa từ hôm qua đến hôm nay. Đoạn gần đến trưa thì trời bắt đầu hơi ngớt tạnh ráo. Hướng thẳng từ đường Hàng Bông này lên sẽ là Hàng Gai, đường Văn Can và đường Hoàn Kiếm, phố cổ. Đây là một khách sạn The Line Tower, The Line Hotel. Bông giao cắt với quán sứ Hàng Dao. Buổi trưa mọi người cũng đi lại cũng rất là thong thả, không vội vã gì. Phố Hàng Bông chỉ có khách du lịch để đi bộ tham quan phố cổ cũng như là người dân sinh sống ở đây. Có những người đi làm ở xung quanh đây và bây giờ đang đi ăn trưa nhưng cũng rất là bình tĩnh và đi từ từ, không vội như là bắt đầu giờ quan tâm hay là giờ bắt đầu đi làm buổi sáng. Đây là ngã tư Hàng Bông của Thủ Doãn. Ở đây là con phố Hầm Trống. Chúng ta sẽ rẽ sang con phố Hầm Trống. Ở đây xe ô tô được vẽ những cái khung trắng ở bên dưới này, đỗ đúng ô. Những chiếc xe điện dẫn
chở du khách đi tham quan các tuyến phố cổ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Trong những cách để có thể tham quan ngắm cảnh rất là rõ nét và đẹp.
xe ô tô đi lại cũng vắng hơn, đâm ra là cũng không ồn ào mấy. Đây là chính giữa bờ.